Chào tất cả các bạn, mình là Khánh Nguyễn. Rất vui khi gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình có một cái chủ đề có tên là rong ruổi gian dở. Đó là tên cuốn nhật ký của nghệ sĩ Lê Bình. Thì đầu tiên mình xin gửi lời chia buồn đến gia đình của nghệ sĩ Lê Bình. Đây là một tin rất là buồn. Mới cách đây mấy tuần thì người hâm mộ của Việt Nam mình đón một tin buồn từ nghệ sĩ Anh Vũ. Giờ thì lại đón thêm một cái tin buồn của nghệ sĩ Lê Bình. Như các bạn đã biết, nghệ sĩ Lê Bình thì sau một năm được điều trị ở bệnh viện 17 năm thì vào 7 giờ 19 sáng ngày 1 tháng 5 thì nghệ sĩ Lê Bình đã ra đi. Hiện tại thì linh cữu của nghệ sĩ Lê Bình đã được bàn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 3 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Nếu các bạn có ở gần đó thì các bạn nên tới đó viếng thăm, thắp một nén hương và cầu xin cho nghệ sĩ Lê Bình sớm siêu thoát, vãng sanh. Còn nếu các bạn ở xa thì mình cùng các bạn cũng cùng cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho nghệ sĩ Lê Bình mau sớm được vãng sanh siêu thoát. Các bạn có biết trước khi ra đi nghệ sĩ Lê Bình đã nói điều gì không? Nghệ sĩ Lê Bình đã gửi lời tri ân đến tất cả mọi người hâm mộ nghệ sĩ Lê Bình, đồng nghiệp, gửi lời tri ân đến bác sĩ, y tá của bệnh viện 175, những người đã thương yêu và giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình trong suốt hơn một năm ông điều trị bệnh ung thư. Như các bạn đã biết, bệnh ung thư khi mà điều trị thì tốn rất là nhiều tiền. Một mũi thuốc có thể lên tới 60 triệu. Mà trong suốt một năm qua, người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè đã giúp đỡ cho nghệ sĩ Lê Bình. Thì nghệ sĩ Lê Bình, cái điều cuối cùng nghệ sĩ muốn nói là gửi lời tri ân đến tất cả mọi người, đội ngũ, bác sĩ, y tá đã chăm sóc ông trong suốt thời gian qua. Trong cuộc đời của mình thì nghệ sĩ Lê Bình cảm thấy rất là hạnh phúc. Sau hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật thì cuối đời cũng đã được nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người. Và điều hạnh phúc hơn là trong những ngày cuối đời của nghệ sĩ Lê Bình, ông đã được người con gái nuôi tên là Khả Hân chăm lo cho từng bữa cơm, chăm lo cho từng ly nước và cho từng viên thuốc. Có những điều trăn trở khi nghệ sĩ Lê Bình muốn gửi gắm đến tất cả mọi người. Thì vậy nghệ sĩ Lê Bình đã nói điều gì? Giờ thì chỉ cần một điều ước nho nhỏ, chỉ là một ly trà đá thôi mà suốt một tuần nay không có uống được. Và nghệ sĩ Lê Bình đã nói, khi còn trẻ vì quá ham mê công việc, nghệ sĩ Lê Bình đã bán sức khỏe để kiếm tiền. Giờ thì sao? Giờ có tiền để mua lại sức khỏe mà có được đâu. Bây giờ có nhiều người tới thăm
có thể cho mình 1 tỷ, 2 tỷ. Nhưng đâu có ai cho mình được cái sức khỏe của mình đâu. Đó là một điều trăn trở, muốn khuyên nhủ các bạn trẻ, những viên trẻ và tất cả mọi người. Cái điều đầu tiên mà mình phải quan tâm nhất đó là sức khỏe của mình. Sức khỏe là vàng. Mình nhớ lúc con mình còn nhỏ đó các bạn, mình hay mua mấy cái băng về cho con mình nó coi. Thì lúc đó mình biết nghệ sĩ Lê Bình qua các vai Mụ Phù Thủy và Bạn Trẻ và Sự Tích Giả Chàng. Mặc dù đóng vai ác, vai Mụ Phù Thủy, đóng những vai ác không, nhưng mà nhìn các vai diễn của ông không có ác chút nào. Cái gương mặt của ông không hề ác chút nào. Khi mà diễn xuất rất là dễ thương. Thì những đứa trẻ của thế hệ 8X và 9X chắc chắn sẽ nhớ về nghệ sĩ Lê Hoàng. Bởi vì lúc đó là được xem á các bạn, mỗi ngày luôn, những cái video về chuyện cổ tích Việt Nam của nghệ sĩ Lê Bình. Sau này thì ông có qua đóng phim rất là nhiều bộ phim. Mà bộ phim mà mình nhớ nhất á là nghệ sĩ Lê Bình đóng vai trong bộ phim Đất Phương Nam, ông Tư. Nó để lại một cái sâu sắc trong lòng người hâm mộ khi nhớ về nghệ sĩ Lê Bình. Sau đó thì ông còn đóng rất là nhiều phim. Và trong sân khấu rất rất là nhiều, với một lối diễn xuất của người miền Tây rất là giản dị, rất là đáng yêu. Mọi người luôn nhớ về nghệ sĩ Lê Bình, người nghệ sĩ chân chính, giản dị. Nghệ sĩ Lê Bình còn là diễn viên, soạn giả và đạo diễn của nhiều vở kịch. Ông cũng được rất là nhiều huy chương, trong đó là 3 cái chương vàng, 3 cái huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng, và 1 cái bằng khen của Bộ Quốc phòng. Thì ông tham gia rất là nhiều phim. Mỗi bộ phim thì để lại dấu ấn đẹp cho người hâm mộ. Thì sau đây mời các bạn xem những cái hình ảnh kỷ niệm về nghệ sĩ Lê Bình. Và mình cũng xin chấm dứt video mình tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Chào tạm biệt các bạn.